Có thể nói câu lạc bộ Viettel là một trong số những đội bóng đã gây thất vọng ở quãng thời gian vừa qua của V-League 2023. Dù vậy thì trong quãng nghỉ vừa rồi, thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã chuẩn bị cho sự trở lại của V-League 2023 một cách rất tích cực, và đặc biệt là họ đã có một trong số những tân binh được coi là đáng kỳ vọng ở giai đoạn tiếp theo. Ngoại binh mới của Viettel chính là Mohamed Essam, người từng thi đấu cho đội tuyển U20 Ai Cập và năm ngoái từng ghi tới 18 bàn thắng ở Thai League 2. Essam mang đến nhiều sự kỳ vọng cho người hâm mộ Viettel trong giai đoạn đội bóng này đang gặp khó. Dù vậy, phải đến ngày 6 tháng 6, cầu thủ 29 tuổi mới có thể chính thức được đăng ký thi đấu ở V-League. Chính vì vậy, trong ít nhất 4 trận đấu nữa, ban huấn luyện Viettel sẽ phải tiếp tục trao cơ hội cho các đội binh. Khi mọi người cũng biết là giải đấu rất là khắc nghiệt, ngoại binh đóng vai trò rất là lớn trong lối chơi, và bên cạnh đấy thì tất cả cầu thủ nội của Viettel vào sân đã làm tốt được nhiệm vụ vai trò của mình, và Dũng tin là tất cả vị trí, đặc biệt cầu thủ nội khi mà vào sân sẽ quyết tâm và có sự khát khao lớn để cố gắng thể hiện tốt cái vai trò của mình. Thì Bình Định đã có một cái khởi đầu rất là tốt, đó là có những cái điểm số đang đứng trên thuận lợi trước Viettel, và thì Viettel được thi đấu trên sân nhà thì tất cả toàn đội sẽ cố gắng tận dụng cái lợi thế đấy là sân nhà, khán giả nhà, và sẽ cố gắng lấy được kết quả tốt nhất để tạo đà để cho những trận đấu sắp tới. Trước màn đối đầu Tuplen Bình Định, các nhà cựu vô địch V-League đang có hai trường hợp dính chấn thương là tiền đạo Jefferson và thủ môn Quang Thế Tài. Tuy nhiên, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cũng đón nhận tin vui khi các nhân tố quan trọng như Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức hay Đức Chiến đều đạt thể trạng tốt nhất. Trong khi đó, các cầu thủ vừa trở về từ Campuchia như Tuấn Tài, Văn Khang cũng sẵn sàng ra sân. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất thì câu lạc bộ Viettel đang có kết quả thuận lợi trước câu lạc bộ Tuplen Bình Định. Đội bóng này đang có được 3 chiến thắng và 2 trận hòa trước đội bóng Đất Võ. Tuy vậy thì ở trận đấu tới, câu lạc bộ Viettel sẽ phải rất cẩn trọng với những cái tên của Tuplen Bình Định như Jamie Linh hay Rafferson. Đây sẽ là bài toán mà huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cần phải đề phòng trước đội khách trong trận đấu diễn ra tại vòng 8 V-League. Quang Sang và Quang Tráng, phóng viên của Football on Sport tác nghiệp tại sân vận động Hàng Đẫy.